Đấu trước của phía KDF thì Canon sẽ là người bị cấm 3 lượt, nhưng trong ván thi đấu này thì đội hình của phía Diplodoka chia ra những vị tướng khác nhau. Còn bên phía của Genji thì cũng tương tự là như vậy mà thôi, hạn chế đi Rumble, một mẫu chiếc tướng mạnh Vi kết hợp cùng với lại Talia cũng đã bị tước đi ở trong cái ván thi đấu này. Còn một lượt cấm cuối sẽ lắp con tướng nào đây? Maokai Sejuani vẫn đang còn đó. Rất là class. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã vừa nói tới hồi nãy, với phong độ cao của Kaelin với vị tướng này thì Genji cũng đã rất tôn trọng. Đây là một cái giai đoạn cấm tròn mà tôi nghĩ rằng hai bên cũng đã chuẩn bị khá tốt. Cảm nhận đầu tiên của tôi là những cái lượt cấm đều cực kỳ hợp lý. Ngay lập tức thì Lucid đã có cho mình khởi đầu rất an toàn, dễ triển khai với tất cả mọi đội hình. Muốn đánh cận chiến đường giữa với Yone cũng được. Và tôi thấy là có thể Yone nha. Đang gạ kèo Yone với lại Chitra của Chovy. Hiện tại thì con tướng xạ thủ đường giữa chỉ còn Chitana mà thôi, có khi đã bị cấm đi rồi. Và câu trả lời của Chovy sẽ là như thế nào đây? Nhân kèo Chitana ở khu vực đường giữa, nhiều khả năng sẽ là Yone được khóa vào dành cho Sunbaker. Rồi, chúng ta qua coi lựa chọn thứ hai của bên phía Genji như thế nào. Rừng thì khả năng cao là phải là rừng mang tính chất, một là hỗ trợ, hai là sức mạnh phép thuật ở đó. Trừ khi nào là Kim có một cái lựa chọn sức mạnh phép thuật nào đường trên, vậy thì đó là Ivern. Để đúng với cái bài Tristana Ivern này chúng ta cũng đã thấy từ khoảng chừng 3-4 tuần nay rồi, khá phổ biến. Yone thôi đúng không? Yone và Shantae ở đường trên không? Hay là sẽ làm câu tướng xạ thủ ở trong cái lượt này cho bên phía của Amin? Đang có một cái sự lựa chọn ưu tiên dành cho Amin ở khu vực dưới để có thể đảm bảo cái đội hình có xạ thủ DPS hàng tuyến sau. Yone thôi, vô bài rồi. Nhá hoài luôn á. Khó chịu á. Chắc là không chơi đâu, chỉ nhá mình thôi. Là mình hơi khó chịu với bạn so với cơ, bạn cứ nhá hoài đi đó. Muốn lắm rồi, kiểu dạng muốn lắm rồi. Chắc Yone là nhắc khéo Riot là búp ở những bản sau. Ủa có một đợt búp rồi đó, một đợt búp nhỏ nhỏ, cách đây một bản hay bản gì đó. Thôi Yone thôi nhờ. Yone thôi. À, không lấy luôn. Na trước. Lấy Na. Thú vị nha. Nếu mà như vậy, sang phase 2 nếu bị cấm Yone thì Sunbaker sẽ đưa ra những vị tướng nào để có thể đối đầu cùng với lại Tristana đã được khóa vào của Chovy. Còn trong lượt này của phía Genji thì sẽ ưu tiên cho mình đó là vị tướng hỗ trợ hay là xạ thủ Ezreal. Tôi nghĩ rằng bên phía của Genji lấy họ đã khóa vào Lyuna rồi thì là DK sẽ cấm Ezreal đúng không? Cũng không để cho bên phía của Genji có được cái combo Lyuna Ezreal rất là mạnh đó. Rồi bây giờ Genji có cấm đi Yone hay không? Họ có sợ hay không? Chovy có sợ con Yone hay không? Hãy cùng chờ đợi những lượt cấm tiếp theo đến từ bên phía của Genji. Họ nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhắm vào người của Sunbaker mà thôi, với những sự lựa chọn hạn chế chất tướng của mình. Có nếu bây giờ muốn cấm thì chắc là cấm được cấm thêm hỗ trợ nữa. Cấm Lulu. Có thể là hỗ trợ nữa. Azir trước. Wow, cấm Azir. Cũng khá thú vị khi mà bên phía của Genji xác định rằng là họ ngại những con pháp sư tay dài, chứ họ không ngại con Yone của Sunbaker. Con tướng mà anh ta cũng dọa rất là nhiều lần ở tại LCK bằng cách là hạt luôn quanh cham duy nhất trong khoảng thời gian dài. Cũng rất là đáng để có thể mong chờ, và tôi đang hy vọng là sẽ có kèo Yone đối đầu cùng với lại Trista của Chovy để coi cách xử lý như thế nào. Kai'Sa đã bị cấm rồi, chất tướng nào sẽ bị cấm tiếp dành cho bên phía của Diplodoka đây? Họ sẽ nhắm tới vai trò xạ thủ của Pay thêm một lần nữa. Genji đang suy nghĩ đưa ra lựa chọn lượt cấm cuối cùng. Nếu là tôi sẽ cấm Lulu, họ cấm Rakan, cấm tướng mở rồi thì khả năng cao là anh nghĩ là Kaelin sẽ hướng về lựa chọn bắp hay là mở. Bây giờ còn Lulu, chắc bây giờ Alistar. Còn mở, có thể là Alistar hoặc là Rail cũng được ở trong cái đội hình này. Nên anh nghĩ là bên phía DK sẽ thêm mở đúng không? Sẽ thêm mở, tương đối là hợp lý mà thôi. Còn bên phía của Diplodoka hạn chế thêm cái chức tướng xạ thủ. Con tướng nào sẽ được ưu tiên cấm đây? Ezreal sẽ bị cấm. Như vậy sẽ mở ra những mẫu chức tướng như là Seiya hoặc là Aphelos dành cho Pay. Bây giờ xạ thủ còn lại gì? Lyuna thì nó sẽ hợp với những con tướng đánh công. Aphelos thì nó sẽ không vô lắm. Một quyết định đến từ bên phía của Pay sẽ con tướng nào trong cái chiếc tướng xạ thủ? Varus, Kalista, Varus. Găng Blanc trước đối đầu cùng với lại Na của Kingen ở đường trên. Dạo gần đây thì Găng Blanc cũng được xuất hiện khá là nhiều ở trong những cái đợt búp vừa qua. Kèo này là kèo tôi nghĩ rằng khi Kim đã chọn sau và anh ta cũng đánh kèo này khá là nhiều. Genji có đủ sự tự tin ở khu vực đường trên. Còn DK thì họ đang nghĩ về một cái lựa chọn hỗ trợ không xuất hiện quá nhiều trong khoảng thời gian gần đây, nhưng cũng có một vài ván đấu nó đã được sử dụng. Đó sẽ là Taric, một hỗ trợ thiên về giao tranh. Đảo một tí chuyển thành Talia đường giữa đánh với lại Sejuani. Combo này thì cũng được, về cơ bản là bạn làm choáng bằng Bola Băng, sau đó thì quăng địa chấn dứt điểm, nó cũng hơi hơi giống một tí với lại Vi.
nhưng mà nó sẽ tỷ lệ thành công nó sẽ thấp hơn một tí, tại vì bola băng là một kỹ năng không dễ trúng, tương đối là an toàn đến từ bên phía của Schumacher ở trong cái ván thi đấu này, khi mà anh ta không tạo ra những cái biến số với lại vị tướng Villeneuve, thay vào đó chơi một con tướng Pháp sư mang thiên hướng kiểm soát nhiều hơn. Alistar và Rail là hai mẫu chiếc tướng hợp nhất dành cho bên phía của Kelin ở thời điểm hiện tại rồi, không gì phải bàn. Câu hỏi đặt ra đó chính là chiếc tướng xạ thủ nào sẽ được khóa vào dành cho bên phía của Pay đây. Đội hình của bên phía DK là một đội hình đánh giao tranh rất nhiều CC. Chết ok luôn. Cho nên là Bay quyết định là ván đấu này anh ta sẽ lùi lại phía sau một chút, giữ khoảng cách xa để hỗ trợ đồng đội với những quả bom. Và để phần trước đó là con găng plăng với lại Cristana làm nhiệm vụ gây sát thương. Một đội hình đang có rất nhiều những cái chiêu thức ở trên diện rộng đến từ bên phía của Genji, đặc biệt là thời điểm cấp độ 6. Họ hoàn toàn có thể tạo ra những tình huống BK ở nửa cánh dưới bản đồ, bởi vì một trong những cái điểm lợi đến từ găng plăng đó chính là mưa đại bác. Nó giúp cho những tình huống giao tranh nhỏ lẻ bỗng nhiên hơn về mặt chiêu thức. Thì đây là một cái lợi điểm tốt đến từ bên phía của găng plăng. Cái đội hình của Genji nó có một cái điểm thú vị là như thế này nè. Tại vì khi mà bạn đánh Tristana với lại Ivern á, thường bạn sẽ cần thêm một chống chịu nữa, chống chịu cứng cứng một tí nha, để bạn có thể làm thêm cái dàn trắng. Mặc dù là đã có DG rồi, nhưng các bạn sẽ thấy là một cái lựa chọn ở khu vực đường trên chẳng hạn, kiểu như là Sante, Mordekaiser, nó có độ cứng để câu thêm thời gian. Tuy nhiên thì với Gangplank thì bạn không có một cái tuyến trước như vậy. Nhưng mà cái cách kiểu dạng bán bích này của phía Genji kiểu như là cửa trên á, kiểu như họ sẽ bích những cái con tướng mà đẩy đường, sẽ có được cái lợi thế để có thể đẩy đường và tạo ra được một cái vòng rừng tốt out jungle dành cho bên phía của Cannon. Thì họ sẽ dùng tiền để mà có thể đè bẹp được bên phía của Diplodocus tại những thời điểm nhất định. Ví dụ như là tại những thời điểm phút thứ 15 thì họ hơn đâu đó khoảng chừng 1.000 vàng. Phút thứ 20 thì họ thiết lập được hơn đâu đó khoảng chừng 3.000 vàng. Kiểu như sẽ được vận hành theo cái cách đó đến từ bên phía của Genji. Anh vẽ là y chang bữa trận gần nhất mà Genji đánh lấy KDF 1.000, 3.000, 7.000 endgame. Nhưng mà căn bản là hơi láo. Tại vì bên phía của Diplodocus là một cái đội hình mà tay to, không hề dễ bị ăn hiếp một chút xíu nào. Thì cái cách tiếp cận này rất là tự tin đến từ bên phía của Genji. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta sẽ đến với ván thi đấu đầu tiên giữa DK và Genji ở LCK mùa hè năm 2024. Đây là giải đấu được nắm giữ bản quyền bởi BoxBox, và chúng tôi rất hy vọng nhận được sự ủng hộ của các bạn dành cho các kênh phát sóng chính thức của giải đấu bằng cách là hãy để lại like, sub, follow, chia sẻ, bất kỳ một điều gì bạn có thể làm để có thể ủng hộ những kênh phát sóng chính thức. Còn giờ đây thì chúng ta sẽ đến với ván đấu đầu tiên. Rồi, để coi cái ván thi đấu này thì liệu rằng cái khả năng đẩy đường đến từ bên phía của Genji có được tốt hay không, và cái khoảng không dành cho bên phía của Cannon để có thể tạo ra cái vòng rừng hiệu quả dành cho bên phía của Ivern. Vừa rồi thì họ cắt cử 5 thành viên di chuyển cùng nhau để có thể có được cái khoảng trống cắm vào một con mắt vào khu vực bùa xanh để xác định ra được cái vòng rừng của Lucid là ăn từ trên hay ăn dưới, với một con mắt được cắm vào bùa xanh như vậy. Còn trong khi đó thì King cũng khá là kỹ ở đường trên mà thôi. Anh ta cũng đứng lùi hẳn về cái trụ của mình, không có một cái pha thi đấu nào bất cẩn cả. Đội hình cấp 1 của bên phía DK cũng không phải là mạnh lắm, cho nên họ cũng không có ý định đi sâu qua rừng đối phương làm gì cả. Và bạn cũng chẳng có dễ gì trong việc cố gắng tìm kiếm cái khởi đầu vòng rừng của Ivern. Cho nên là họ cũng không cần phải cố gắng mạo hiểm trong việc qua rừng đối phương làm gì. Thì chúng ta hãy chờ đợi xem là với cái thời gian dọn rừng của Canyon với con Ivern này thì anh ta sẽ tấn công ở chỗ nào. Với cái việc anh ta đặt nội tại cánh trên đúng không? Thì điểm đến vòng rừng của anh ta sẽ ở khu vực cánh trên, nhưng mà anh ta có thể vòng ra khu vực đường giữa sau khi giải quyết ba bãi dưới để có thể thử tấn công vào Schumacher. Schumacher đang đánh khá là tốt nha, anh ta ăn máu sớm ở trong cái kèo thi đấu này, thậm chí là bán máu để có thể đẩy đường. Jovi thì đang áp lực trực tiếp ngược trở lại. Trước đó thì Jovi ở quay lính đầu tiên thì anh ta đứng chặn lính ở phía sau luôn, cũng sẽ là một cái kèo rất BK đến từ cho cả hai người chơi khu vực đường giữa. Thậm chí là những tình huống va vào nhau đang sẵn sàng được thiết lập. Đây là cái lối vận hành như đã nói từ trước đến từ bên phía của Genji, họ sẽ áp lực ở trong dàn đi đường. Bây giờ chúng ta đang thấy rằng họ đang áp lực ở đường giữa và khu vực đường dưới nè. Với cái khả năng đẩy của Tristana, đường dưới thì Kelin là người bị tấn công khi đỉnh kiếm đã trúng, và anh ta bắt buộc phải lui về bởi vì Lehen cũng đã dùng luôn thiêu đốt. Đợt lính cũng đang có lợi cho bên phía của Genji. Đây, sau khi ba bãi, ghé ngang qua khu vực đường giữa thử coi có quăng rễ trúng vào Schumacher hay không. Quăng địa chấn được sử dụng để Jovi ra, chỉ là một chút xíu áp lực mà thôi. Schumacher bán tài nguyên đúng ác luôn. Hai bình máu của ta, một bánh bích quy đã được sử dụng ở trong cái kèo thi đấu này. Vừa rồi thì Jovi mới cắn cái bình máu đầu tiên, và tốc độ dòng rừng rõ ràng là Cannon sẽ nhỉnh hơn so với là một con Sejuani của Lucid. Lucid thậm chí còn ăn rừng một mình nữa cơ.
Như vậy thì phần nào đó kèo đường giữa Jovi vẫn làm rất là tốt sau 3 đợt lính, 4 đợt lính đầu tiên đúng không? Tại vì anh ta không bị mất máu quá nhiều, anh ta đang đẩy được Showmaker cạn năng lượng rồi. Và anh ta sẽ rất là khó, Talia là một vị tướng khá là khó để bạn kiểm soát lính ở trong trụ, thì có thể sẽ mất một lượng lính tương đối. Còn Kaelin thì bị tấn công, Kanyan đã có mặt ở đây để hỗ trợ đồng đội. Bom nảy rất tốt, bây xử lý con Zeke này khá hay nha. Nãy giờ anh ta có hai cú đúp rất là khó chịu. Và thêm vào nữa là cấp lực đến từ bên phía của Kanyan ở khu vực dưới nữa. Vừa rồi thì Kaelin cũng khéo, mặc dù anh ta mất tốc biến nhưng ta lách khỏi một tình huống ném bom cuối đến từ bên phía của Pay và không bị hạ gục ở trong pha thi đấu đó. Nhưng rõ ràng là áp lực cũng tương đối là nhiều đến từ bên phía của Genji. Lấn với nhau vừa rồi thì Kanyan đang bị tấn công, đã bị làm chậm, quăng địa chấn vẫn dính trễ, Kanyan bay vào nhưng mà Chovy ở một vị trí khá là xa, không kịp dịch chuyển ra. Một khoảng trống nho nhỏ dành cho bên phía của Showmaker. Thấy được rằng Showmaker đã mất quăng địa chấn, Chovy nhảy lên áp lực một lối chơi mang theo thiên hướng hổ báo đến từ bên phía của Genji đang được vận hành. Tình huống di chuyển pha vừa rồi là đánh giá là bất ngờ, tại vì thường sau khi ăn thời điểm đó là rừng đối phương đang ở nhà chuẩn bị đi bộ ra vòng rừng thứ hai, nên Showmaker mới có một cái pha đi nó hơi cảm giác là hơi hên như vậy. Nhưng mà cái việc mà Kanyan có mặt ở đó là bất ngờ. Rồi, Showmaker đang có một ván thi đấu tương đối là chật vật ở khu vực giữa. Anh ta phải liên tiếp bán máu của mình để có thể đẩy đường. Quay ngược trở lại với tình huống ram tốt đến từ bên phía của Kaelin. Liệu rằng có cơ hội tấn công nào dành cho phía của King Gun đến công đây? King, anh ta không lôi ba thùng được. Anh ta bị hút dính tường, anh ta bị hất tung lên, liên tục như đầu đánh tay. Nhưng Kanyan đã có mặt để có thể tạo giáp, che cho đồng đội của mình, dựng lên những cái bụi và King sẽ về được. Wow, liên tiếp là những tình huống có mặt rất kịp thời đến từ bên phía của Kanyan. Kaelin đã có tình huống di chuyển rất hay khi mà anh ta về nhà mua giày và chạy thẳng lên khu vực đường trên. Nếu như không có sự xuất hiện đến từ Kanyan thì chắc chắn là King đã bị hạ gục. Lee Handy rất là chậm, khi mà mọi chuyện đã xong ở khu vực đường trên thì anh ta mới có mặt, chứng tỏ rằng là bên phía của DK cũng đã có một cái bài gây được bất ngờ với pha di chuyển tốt của Kaelin. Nhưng mà Kanyan thì cũng khá là nhạy, chưa kể là thực ra cái con cam lăng vẫn còn đủ tài nguyên. Bây giờ thì ở đường giữa để rắc rối đã hụt, nhưng mà thiên định kiếm thì không, và Showmaker mất tốc biến. Mặc dù chưa có bất kỳ một cái điểm hạ gục nào nhưng mà chúng ta đang thấy cái nhịp độ di chuyển ở trong ván thi đấu này đang cực kỳ cao. Những người chơi rừng và những người chơi hỗ trợ đang có một cái tình huống ram liên tiếp, hai pha quăng địa chấn tấm thảm bất ổn tốt của Showmaker, nó khiến cho Chovy đang rơi vào trạng thái máu bất ổn. Trong khi đó thì ở đường trên, Lucid mới có lần tác động tới gần đường đầu tiên ở trong ván đấu này với một pha phá mắt kiểm soát của King để tạo áp lực. Nhưng mà do anh ta đã lộ diện rồi, cũng sẽ không có bất ngờ nào mà đường trên của Genji phải chịu cả. Lucid đang ở ngay khu vực sâu và đây là một thời điểm khá là đẹp để họ có thể hướng về mục tiêu lớn đầu tiên, đó là ba con sâu, bởi vì đường giữa đang đẩy, đường trên cũng có khả năng đẩy được, thì Lucid khá thoải mái trong việc ăn ba con sâu này. Và Lucid tiếp cận với ván thi đấu này cũng tương đối là tốt. Anh ta biết được rằng phía bên kia Ivern farm rừng nhanh, anh ta đang chú trọng tới cái việc farm rừng của mình. Ăn xong ba con sâu thì hoàn toàn có thể đủ lượng kinh nghiệm lên cấp độ 6, khi mà vừa rồi anh ta cũng ghé ngang ra khu vực giữa để có thể vừa hỗ trợ cho Showmaker, vừa xin thêm một tí cái lượng kinh nghiệm. Đây rồi, một sâu và đang còn hai con sâu còn lại cấp độ 6 cũng đã có đến từ bên phía của Lucid. Thời điểm anh ta lên cấp độ 6 sẽ là cái áp lực đến từ Bola Băng ở trong những tình huống tấn công của anh ta. Vừa rồi thì Kanyan đã ăn cua dưới, nhưng mà tôi không biết là anh ta có thể giải quyết được con rồng này hay không. Lucid đã lộ diện cánh trên, họ muốn tấn công vào King, người không có tốc biến. Mưa đại bác được sử dụng để cố gắng dọn bớt lính, và con Na đã phải nhảy đi. Lehen có mặt thiên kiếm thành công Bola Băng để cố gắng bỏ chạy, nhưng Lucid bị làm choáng liên tục. Anh ta sẽ quy được qua từ, nhưng đó là chiến công đầu cho Lehen với Thiêu Đốt. Có một phép bổ trợ Thiêu Đốt, và lần này thì Lehen có mặt câu khu vực đường trên rất là tốt. Trước đó nữa thì King tưởng chừng như đã giải quyết được cái bài toán bị băng trụ với một cái tình huống mưa đại bác của mình. Họ quay ngược trở lại tấn công, và mặc dù Lucid ném cái bộ la băng để kích cái dư chấn, nhưng như đó là không đủ. Pha xử lý của King, anh ta đã dùng mưa đại bác rất là nhanh. Rồi King gần là người đã phải nhảy ra khỏi sát thương từ trụ cực kỳ sớm, bởi vì bản thân anh ta cũng không cảm giác rằng mình đủ khả năng chống chịu, và họ biết rằng pha băng trụ đó đã có phần mạo hiểm khi có dấu hiệu Lehen có mặt. Nhưng đã quá trễ, Lucid ở vị trí nguy hiểm hơn. Và điều quan trọng nhất chính là cái kỹ năng định hướng đầu tiên của Lehen, thiên định kiếm đã trúng. Mất quá nhiều thứ đến từ tình huống di chuyển vừa rồi của phía Diplaka. Đồng ý là họ ăn được 3 sâu, nhưng họ băng trụ không thành công, mất đi một điểm hạ gục. Và tận dụng khoảng thời gian trống đó thì bên phía của Genji có được cho mình đó con đồng nguyên tố đầu tiên của ván thi đấu này luôn. Đây, hãy cùng xem tình huống này. Một tình huống mà có bổ sung vitamin rồi các kiểu có Lehen hỗ trợ phía sau, thì King rất thoải mái ở trong tình huống chống băng trụ. King xử lý rất là tỉnh. Người chịu sát thương đầu tiên từ trụ là King Gen, thì anh ta đã ngay lập tức dính luôn một cái pha nối thùng rồi, mất máu quá nhiều ở trong pha đó, khiến cho King Gen hai phát bắn từ trụ thôi là anh ta phải nhảy ra.
Rồi sau đó chúng ta cũng đã thấy kết quả. Kim đang đánh cái kèo khu vực đường trên này, anh ta đang bị cam nha. Dù gì chúng ta đang khen nãy giờ Kim có một vài pha xử lý hay, nhưng đừng quên về mặt chỉ số lính, Kim gần vẫn đang rất là áp lực. Tôi nghĩ rằng việc hạ gục được Kim là mục tiêu, nhưng chưa làm được điều đó, vẫn có thể coi đây là một cái đường thành công cho bên phía của DK với 20 chỉ số lính trên lệnh của Kim. Để coi, tới hiện tại đang phút thứ 9 rồi, Trinh đâu đó khoảng chừng 5-600 vàng, khoảng chừng 15 phút của Trinh, khoảng chừng hơn 1000 vàng là thành công dành cho phía của Genji. Và sau đó thì họ sẽ có được những cái bước chạy đà ở trong những cái tình huống thiết lập giao tranh của mình, và từ đó khuếch đại được những cái lợi thế. Diplodocus như đã nói cũng không phải là một cái đội tuyển mà có thể dễ dàng bắt nạt theo cái kiểu đó, thì bên phía của Diplodocus cũng sẽ có những cái phương án để có thể ép giao tranh, cụ thể là ba con sâu ở thời điểm tiếp theo chẳng hạn. Tôi đang nãy giờ camera cho chúng ta xem rất là nhiều hình ảnh ở khu vực đường trên, tại vì họ đang muốn highlight lên cái việc là Kingen đang đè được Kim. Và Lucid cũng biết điều đó, cho nên là bên phía của DK, tại vì DK đã gửi tài nguyên lên cánh trên rất là nhiều. Chúng ta thấy Kevin lên rất là sớm sau lần về nhà đầu tiên, sau đó Lucid lên một lần, Lucid lên hai lần, và bây giờ Lucid đang đánh xoay quanh cánh trên. Genji quyết định là họ không thể buông bỏ cánh trên một cách dễ dàng như vậy. Họ bắt đầu kéo quân lên, với Canyon đã gọi Daisy ra trước để tấn công vào Kingen, người ở dạng Natini nhảy được hai lần về nhưng đang bị dính bùa đỏ, đang bị làm chậm. Daisy bắt đầu đấm để rắc rối chưa đẩy vào, và quyết định của Canyon là không tung quy bởi vì góc trúng nó hơi khó. Tốc độ chạy cũng tương đối là nhanh, Lucid cũng đang chuẩn bị có mặt ở cánh trên để có thể hỗ trợ. Một phần là bởi vì Zid cũng đã có được bí chương thức truyền rồi, cái khả năng phòng vệ đến từ Pay ở khu vực dưới là rất tốt, nên đội hình của phía Diplodocus cũng không xuống đường dưới làm gì cả. Thêm một lần nữa, Lehen góc mặt ở khu vực trên để có thể có một cái không gian farm tốt dành cho bên phía của Kim. Genji đang muốn cố gắng sửa những cái vấn đề họ đang gặp ở khu vực cánh trên, đó là chỉ số lính của Kim. Và họ đã dồn tài nguyên lên đây cũng giống như những gì mà Diplodocus đã làm ở khoảng thời gian ban đầu. Nhưng vẫn chưa xong nha, Kim vẫn giữ, chính xác là Kingen vẫn đang giữ được cái khoảng cách rất là lớn về mặt chỉ số lính. Và anh ta đang áp lực vào Kim, đánh tay liên tục ở dạng Natini, tung boomerang ra. Kim quyết định mở mưa đại bác, gọi Lehen ở lại, đứng rất gần và ép được tốc biến của Kingen. Nhưng cái tài nguyên mà Genji bỏ ra cho khu vực đường trên này đang quá nhiều. Thậm chí là dịch chuyển đến từ Chovy ở trong tình huống vừa rồi cũng được sử dụng lên khu vực đường trên nhằm tiêu diệt một con na khổng lồ. Khoảng trống được tạo ra dành cho Sumeco khu vực giữa, đơn giản là ta chỉ đẩy thêm cái đợt lính này về nhà sử dụng cái lượng kinh tế của mình mà thôi. Kinh Gen giai đoạn vừa qua anh ta bị sức ép bởi 3-4 thành viên của phía Genji, nhưng anh ta không bị hạ gục, chắc chắn là phải có những cái giá phải trả. Siêu bom địa ngục vừa rồi cũng đã được rải ra đến từ Bay ở khu vực đường dưới, nhưng đã có được một khiên trụ dành cho Emin. DK đang khá thành công trong việc giúp cho Kinh Gen có lợi thế. Và mặc dù họ bị mất chiến công đầu, đang phải đối mặt với Gangplank, nhưng các bạn hãy nhìn vào tổng tiền sau pha đẩy tài nguyên lên cánh trên vừa rồi của Genji. Được thì nhờ, họ mất đợt lính ở đường giữa, đợt lính ở đường dưới và cả một hai lớp giáp trụ nữa. Cho nên là bên phía của DK đã vươn lên dẫn trước về tiền. Kế hoạch sử dụng một cái đội hình có áp lực đi đường của phía Genji phần nào đó đang không được hiện thực hóa. Ở thời điểm hiện tại thì bên phía của Diplodocus đang dẫn trước về lượng tiền rồi. Sâu 3 ở đợt 1 vừa rồi đã được giải quyết đến từ bên phía của Canon. Phải mất một khoảng thời gian tương đối là lâu nữa thì sâu đợt 2 mới được xuất hiện. Thì trước thời điểm đó thì chúng ta sẽ có một tình huống cạnh tranh ở con rồng nguyên tổ thứ 2. Và đây liệu rằng có phải là cái cơ hội để có thể ép giao tranh dành cho phía của Genji hay sẽ là đột biến đến từ bên phía của Diplodocus? Kevin phá mắt kiểm soát. Lúc này thì ở khu vực hang rồng Genji đang không có mắt. Tiến ra khu vực này rất nguy hiểm. Gangplank ở thời điểm hiện tại cũng không phải là một vị tướng giao tranh mạnh. Nếu như đánh 4-4 thì Genji sẽ dùng con Gangplank với mưa đại bác để tạo ra một chút xíu lợi thế. Nhưng nếu như là 5-5 thì chắc chắn là sẽ không lại. Ui, Canyon né được bộ la băng nhưng vẫn vào góc khó, bị đẩy về phía của Showmaker. Nhưng Chovy đã giữ chân Showmaker lại, lên bắt Showmaker phải tốc biến. Nhưng Thái Dương hạ sang trúng thẳng đầu và Chovy là người có điểm hạ gục. Emin không bắn được bao nhiêu cả. Con Genji này lúc này vẫn hơi yếu, kêu lên đang phải lui về. Anh ta không còn tốc biến nữa. Lucid có hạt thông nổ, Lucid không đợi được rồi và anh ta phải đánh hạt thông nổ để đi, còn kêu lên ở lại. Ai điểm hạ gục dành cho bên phía của Genji ở trong tình huống xử lý vừa rồi? Tốc biến phía trước mặt đến từ bên phía của Ken. Dòng này bên phía LCK có hai mấy pha tốc biến trước ngược mặt lại đó ha. Hôm qua bữa kêu lên vừa làm pha tốc biến ngược đây, Ken cũng tốc biến ngược lại đây nè. Nhưng mà bỗng nhiên vẫn rất hay dành cho phía của Genji khi mà họ thắng lợi với hai điểm hạ gục ở trong tình huống giao tranh vừa rồi. Trước đó thì bên phía của Diplodocus có được cho mình đâu cái lượng tầm nhìn tốt, nhưng họ không sẵn sàng để có thể bước vào tình huống giao tranh đó. Đội hình của họ đánh theo cái góc vừa rồi cảm giác không hợp cho lắm, bởi vì không có người che cho Showmaker. Anh ta Canyon sau cái tình huống tốc biến né đó thì vẫn bị đẩy về phía của Showmaker. Nhưng mà đường giữa của DK vừa dựng cái mặt đất dậy sóng của mình tới thì Chovy đã đứng cầm nguyên một cái khẩu súng. Đây các bạn nhìn, đang tỉnh tới đánh Canyon.
thì Jovi tới gắn nguyên cái quả hút súng vào đầu Lehen đứng ngay kế bên. Em Minh tới khá là trễ trong pha này so với khả năng tiếp cận của Bay với con Zeke tầm xa hơn, và DK không ở thế có thể thực sự giao tranh. Kiểu như là cái lượng chiêu thức đến từ Kaelin với lại Lucid là không có nhiều, và khả năng phòng vệ đến từ bên phía của Cannon cũng sẽ là có. Hơi xui là trong tình huống vừa rồi thì Soulmaker không gây được đam vào người của Cannon. Như vậy là Genji đã giải quyết được phần nào đó cái bài toán mà chúng ta hồi nãy nói là họ có ý định dùng đội hình Willen in game, nhưng mà họ không thắng ở giai đoạn đi đường. Nhưng mà sau pha giao tranh vừa rồi thì tất cả mọi vấn đề của Genji đã được giải quyết. Họ lại trở lại với thế chủ động hơn với lượng tiền chênh lệch đã được tạo ra một lần nữa. Những món trang bị lớn đầu tiên đã được hình thành, mốc diệt thị quái, giày thủy ngân đã được có đến từ bên phía của Châu Vi. Phía bên kia thì Pay cũng đã có được cho một đao xuyên lục Luden và giày pháp sư rồi. Rồng nguyên tố thứ hai thì cũng đã thuộc về chỗ phía của Genji. Cánh trên ba con sâu cũng đã được xuất hiện, nhưng liệu rằng đó có phải là cái hướng đến từ bên phía của Diplakia không đây? Hiện tại thì cái điểm cuối của bên phía Lucid vẫn đang ở cánh trên, và có một cái điểm được đến từ bên phía của DK, đó chính là Kingen đang nhập cuộc tốt. DK đang rất là cần Kingen hoàn thành xong trang bị lớn đầu tiên của mình cái tam hợp để bắt đầu vào những pha giao tranh lớn. Tại vì nếu như không có anh ta thì có cảm giác như là đội hình giao tranh 4 người của bên phía DK không đủ sức để có thể kiểm soát được đối phương. Họ thiếu đi một cái tiền tuyến mạnh mẽ mà Kingen có thể đem lại bằng con Na này. Thì DK sẽ hướng về tình huống giao tranh rồng thứ ba thôi. Đây là lúc mà họ tất cả mọi vị trí của họ sẽ cố gắng tích thêm tiền. Tương tự như vậy là bên phía của Genji. Genji thì có lẽ như giai đoạn này sẽ chơi xoay quanh con bài Tristana của Châu Vi với những tình huống đảo cánh Ram của Lehen lẫn cả của Cannon. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì chỉ một mình Châu Vi có mặt ở khu vực dưới thôi. Đó lý do tại vì sao mà anh ta phải lui là một dịp, chứ không thể nào đứng lên cao hổ báo được. Tôi đang thấy có như thế này, cái đội hình này của Genji, nếu như họ, nếu như bạn không thắng giao tranh họ, bạn không thể nào đụng được vào trụ của họ cả. Zeke, Gangplank và Tristana đều là những vị tướng cực mạnh trong việc phòng ngự trụ. Họ giải quyết lính rất nhanh. Rồi Châu Vi lùi lại một dịp để chờ đợi những người đồng đội của mình xuống. Và đây là thời điểm mà Cannon lẫn cả Lehen sẽ có mặt ở khu vực dưới để có thể hỗ trợ cho anh ta. Và như đã nói, với cái khả năng bào công trình tốt nữa thì Genji sẽ cố gắng để có thể đẩy mạnh cái nhịp độ và tạo thêm cái không gian farm thêm dành cho bên phía của Châu Vi. Bắt đầu rồi, bắt đầu đang lo dò xuống cánh dưới rồi. Quan địa chấn đã hụt, Cannon lui ra. Châu Vi vẫn đang đi tới, anh ta đứng rất gần Lucid, anh ta bị làm choáng, anh ta bị hất tung. DC được gọi ra, Cannon cố gắng cứu Châu Vi nhưng không thành công. Một bước sai lầm của đường giữa Genji và giờ đây nó khiến cho Cannon cũng có thể phải trả giá. Showmaker tới quăng gạch liên tục vào Cannon, bắt buộc ta phải tốc biến né quăng địa chấn nhưng vẫn lao theo quăng gạch. Lehen và Bay đã dắt được Cannon về, nhưng Châu Vi đã phạm một sai lầm chí mạng. Anh ta khá là tự tin vào cái khả năng cancel cái hiệu ứng đến từ cái dầm nhảy tên lửa của mình. Nên anh ta bị chôn chân ở trong cái tình huống vừa rồi và không thoát đi được, thậm chí là không có khoảng thời gian trống để anh ta có thể sử dụng cái phép hỗ trợ tốc biến qua bên phía bên kia vách đá nữa cơ. Một sai lầm đến từ bên phía của Châu Vi và ngay lập tức được khai thác, sứ giả được hiệu triệu và cơ hội để có thể mang về trụ cùng địa dưới này dành cho phía của Team Latkia. Siêu bom địa ngục, ui giải tỏa được đứng tốt quá, có trụ không? Phải có chứ đúng không? Phải có chứ. Dịch chuyển luôn rồi. Quăng địa chấn trúng Cannon thấp máu, bị Lucid hút, bị kéo lên hút lên. Và điểm hạ gục cho DK. Châu Vi cố gắng trả thù cho rừng của mình, nhưng liệu trả thù xong thì ta chạy được hay không đây? Thái Nhân Sang được sử dụng, Lehen có mặt làm choáng Lucid. Lehen là người ăn mạng. Ngay lập tức Kingen cũng có mặt. Một pha hỗn chiến ở khu vực đường dưới. Lehen không tốc biến, Lehen bị hất tung, quá nhiều người phải nằm xuống và người cuối cùng là Lehen. Gỡ mạng dành cho phía của Diplakia nhưng họ đang bị hở ra những cái vị trí khác. Khu vực đường giữa vừa rồi, khả năng phá trụ đến từ bên phía của Bay đã giúp cho bên phía của Genji có được cho mình đó công trình rồi. Và tiếp tục sẽ có thêm công trình ở khu vực rừng trên chăng, khi mà King đang một mình một ngựa dìu những cái đợt lính của anh ta tấn công vào cái trụ này. Sau một loạt những pha giao tranh thì Genji có vẻ như vẫn đang là những người lời hơn. Cặp đôi mid rừng của họ là những người nằm xuống ít hơn. Bộ đôi Cannon Châu Vi mỗi người nằm xuống một lần, nhưng mà Lucid về Showmaker thì tổng cộng đã là hai lần mỗi người rồi. Và đó là lý do tại sao mà Genji đang dẫn trước về mạng, mặc dù chúng ta vừa thấy một cái pha xử lý cũng không thể yêu thương được của Châu Vi khi tự tin vào cái W của mình. Nhảy không được với một cái đột kích băng giá được vận hành tốt đến từ bên phía của Lucid. Và sau pha thi đấu đó thì cái khả năng phá hủy công trình của phía Diplakia không thực sự là quá tốt. Bay cũng đã ném một cái chiêu cuối xuống khu vực đường dưới hỗ trợ ổn và nó câu được đủ thời gian để cho Châu Vi đáp xuống và thêm hai điểm hạ gục dành cho phía của Genji, một thuộc về cho Châu Vi, một thuộc về cho Lehen. Rất đau nha, Châu Vi thật ra là anh ta farm cũng cháy với lại có được điểm hạ gục. Cũng cầm cho mình cái móc diệt thủy quái rồi, nên sát thương anh ta gây ra trong pha đáp xuống vừa rồi đủ nhanh để có thể rút lui vẫn còn toàn mạng được. Chỉ có Lehen là phải ở lại.
Nhưng mà với những tình huống di chuyển đông người xuống cánh dưới như thế này thì rõ ràng là cái sức ép về mặt công trình nó vẫn sẽ nghiêng về trong bên phía của Genji. Trụ một ở khu vực đường giữa đã mất dành cho Pay. Trụ một ở khu vực đường trên bây giờ đang cực kỳ yếu máu và có thêm rất nhiều khoảng trống dành cho Kim để có thể farm thêm. Nếu như mà không hạ gục được Pay thì Pay ở cái đường đó bạn chắc chắn là không thể nào đụng được vào cái trụ của anh ta. Bạn nhìn con Zig này đi, 198 chỉ số lính và có hai trang bị lớn thì không cách nào lính của bạn vào được cả. Đáng khen ngợi nhất đến từ bên phía của DK đó chính là King Ngân. Ở thời điểm hiện tại thì anh ta đang farm bằng thời gian và tạo ra được một cái lượng chênh lệch lớn so với lại cái kèo chức tướng của Kim phía bên kia. Thì phần nào đó anh ta cũng sẽ trở thành cái đầu tàu chống chịu và có khả năng gây sát thương luôn. Đột biến cũng sẽ là có ở dạng năng khổng lồ của King Ngân. Rồng chuẩn bị ra nha, nhưng mà Kim vẫn quyết định là cô lập mình với tất cả mọi người ở khu cánh trên. Cần gì thì anh ta sẽ gửi hỗ trợ bằng cái mưa đại bác từ phía trên xuống. Còn như đã nói, King Gần phải ở cánh dưới. Bây giờ DK cần anh ta. DK cần một con na khổng lồ đứng trước đội hình của mình để có thể dễ dàng giao tranh. Và đó là lý do tại sao mà King Gần đang ở cánh dưới. Showmaker là người không có dịch chuyển. Anh ta đang ở cánh trên, vẫn quyết định là giao tranh thua người à. Như vậy thì King sẽ xuống với đồng đội của mình. Ơ, anh ta bị ngăn lại rồi. King đã bị chặn lại. Showmaker đã chặn được. King quyết định lao vào tấn công. Showmaker ở cánh trên. Còn con rồng này không còn nhiều máu nữa. Thùng được nổi, mưa đại bác chặn đường. Showmaker không tốc biến, quăng địa chấn đẩy Kim ra. Phía bên này thì rồng vẫn còn máu, còn Showmaker thì không. Kiolin là người thấp máu bị bắn liên tục. Người ăn mạng là Kenyon. Và Genji thắng ở tất cả mọi mặt trận. Ngưỡng sức mạnh ở thời điểm hiện tại đến từ bên phía của Deep Blood Gear ở không đủ để có thể tiêu diệt, và thậm chí là không đủ để có thể vượt qua được cái khả năng chống chịu và cái khả năng búp giáp đến từ con bài Ivern của Cannon. Họ lần lượt sẽ lẻ đội hình của phía Deep Blood Gear. Showmaker thì bị solo kill của đường trên. Anh ta không có dịch chuyển. Anh ta cần phải có một cái hành động nào đó phá phá với cú TP vừa rồi của King. Và cái giá phải trả là mất luôn cái điểm hạ gục của mình. Anh ta chắc là đã dùng R. Nhưng mà R tầm xa được mà ta. Hay là chắc quan địa chấn. Chắc quan địa chấn, phải ở gần được quan địa chấn. Còn rồi. Pha này thì Lucid đang giữ chân King lại để kêu em Minh tới. Thả cái like trước. Kêu Linh chặn đầu. Và Tiên sẽ cố gắng được nhường cho em Minh ở trong pha này. Kim quay lại trả sát thương cũng khá là nguy hiểm nha, dứt điểm nhanh và cuối cùng cũng đã xong. Được, nhường điểm hạ gục trong cái bối cảnh này là rất cần thiết dành cho phía của Deep Blood Gear. Còn đây, hãy cùng xem lại, quay ngược trở lại với tình huống giao tranh 4-4 ở khu vực đỉnh dưới. Khả năng chống chịu đến từ Lehen cũng sẽ là có, sát thương đến từ Chovy bây giờ cũng đang tương đối là tốt ha. Một mình Kaelin lao vào chống chịu cảm giác như là không đủ, nhưng anh ta phải cố gắng che cho những người đồng đội của mình. Na của King Gần thì không có cơ hội chạm vào người của Chovy. Anh ta ở một cái trạng thái không tốt ở pha giao tranh này. Nếu như là na khổng lồ thì còn được, nhưng mà na tí nị thì không được. Showmaker cũng khá là tỉnh táo khi mà đã ngăn chặn được Kim, nhưng vấn đề là anh ta không có tốc biến. Những tình huống xử lý găng flank của Kim mượt nha, mượt đó, khá là khó chịu. Showmaker chỉ phá được một thùng mà thôi, không thể nào chạy được, ép được cái tốc biến đến từ bên phía của Kim. Nhưng sau đó thì Kim cũng đã phải nằm xuống. Điểm hạ gục được dường dành cho bên phía của Emin. Nhưng tự chung lại thì bên phía của Genji vẫn đang rất là thành công với bối cảnh thời điểm này. Đúng, họ đang rất là thành công với những gì đang có ở trong ván thi đấu thứ nhất. Nhưng mà tôi đang cố gắng tìm một chút xíu hy vọng trong DK là họ vẫn chưa có một pha giao tranh 5 năm thật sự nào cả. Thì ở con rồng tiếp theo bắt buộc là phải 5 năm rồi đó. Tại vì đó sẽ là con rồng nguyên tố thứ tư. Và để cho Genji có được nó, mặc dù nó không phải là con rồng quá mạnh, nhưng mà vẫn là linh hồn rồng, thì DK sẽ phải chuẩn bị thật sự sẵn sàng. Chứ không phải là nửa nạt nửa mỡ rồi cố gắng đánh 4-4 nữa. Họ cần phải giao tranh 5 năm, đội hình của họ cần phải giao tranh 5 năm. Hãy cùng chờ đợi cho cái tình huống team fight 5 năm đến từ bên phía của DK ở con rồng nguyên tố thứ tư. Hy vọng thời điểm đó thì Amin sẽ được farm và lên được cho mình đó món trang bị thứ ba để đảm bảo cái nguồn sát thương theo thời gian ở hàng tuyến sau. Bolaban đã được đem đến từ bên phía Lucid. Và mục tiêu này có đủ trâu hay không? Lehen bị quăng quật liên tục, vẫn tốc biến đi được. Anh ta đã hoàn thành giáp máu Wormhook rồi. Và sau đó thì Kaelin là người đang bị tấn công lại, bắt buộc phải tốc biến né khỏi Thái Dương Hạ Sang. Daisy vẫn đánh đập liên tục. Với lượng máu này thì Kaelin phải về, tại vì anh ta chưa có giáp máu. Khả năng làm chậm Chovy nhảy thẳng vào, tốc biến né khỏi cú combo Kaelin, và Kaelin là người bị bết. Tiếp theo đó thì có vẻ như là Showmaker cũng khó mà có thể sống được, nhưng mà anh ta sống. Còn Lucid thì sao? Bị đẩy về bởi con Zig của Bay, double kill cho Bay. Anh ta đứng sau ném bom liên tục. Tình huống nhảy vào của King Gần nhưng không tìm được tuyến sau của DK, họ đã lui ra được. Zig của Bay vẫn đang ném bom. Rễ rắc rối đẩy không trúng. Kim bây giờ đã tới thì mọi thứ cũng đã quá trễ. Một tình huống về đổi về điểm hạ gục dành cho cả hai phía, nhưng Genji vẫn là đội tuyển có lợi khi mà họ mất đi một người, họ có được hai điểm hạ gục và cơ hội để có thể tấn công vào khu vực Hyperdon khi mà Lucid đang trên bảng điểm số. Dịch chuyển ngược trở lại dành cho phía của Showmaker, có Amin ở đây, liệu rằng có cơ hội nào tấn công dành cho phía của Deep Blood Gear không đây?
Không, họ không cạnh tranh được con Baron này. Tấn công thì hên xui, đối phương có thể chạy được, chặn tường, giữ chân lại, góc dính vào tường, quăng địa chân cũng giữ chân được Kin. Yuvi đã nhảy đi. Kin thì lần này chắc là có gọi kháng cả cổ, đồng đội cũng không quay lại. Đồng đội ta đang bận tấn công vào Kingen, người ở dạng Na Thí Nị. Nhưng mà Kingen thoát được, Kin thì không. Một pha chặn tường tốt đến từ bên phía của Samaker để có thể gỡ gạt lại phương nào đó cái điểm hạ gục vừa rồi của Kin, và nó được nhường cho Amin, là một cái tín hiệu an ủi dành cho đội hình đến từ bên phía của Team Blacka. Còn rõ ràng là những cái lợi thế vẫn đang nghiêng về cho bên phía của Genji rồi. Hãy nhìn vào cái khả năng giáp giả, khả năng chấp chịu đến từ Leona là có, với lại nhiệt thực và giáp bóng Warbox, chưa kể khả năng bút giáp đến từ bên phía của Kennen với con Ivern nữa. Cho Vi thì có những tình huống best chiêu tốt. Meta bây giờ của Tristana là phải nhảy lên flash về rồi. Còn nếu không có flash là đi rồi đúng không? Trường hợp không flash thì là thôi để lần sau làm lại đúng không? Và tốc biến rất nhanh nha, tốc biến né khỏi combo của Alista cực kỳ nhanh. Bet được keo linh với lại DK vào và có double kill cho con Zeke của Bay. Bay đánh ghê nha. Hay nha, tôi nghĩ là đây là một cái một các bạn lại kêu là tôi lại khen nữa, nhưng mà Bay kiểu như là AD trẻ nhưng mà đánh cái gì cũng được cả. Bây giờ đánh con Zeke này cũng mượt, nó mấy cái pha thả đúp cực kỳ khó chịu, đúp hay. Có cái combo của con Zeke là rải cái bãi mìn E ra trước, xong rồi đúp ngược để cho ăn trọn cái bãi E á, hoặc là tạo hiệu khống chế cho đồng đội của mình. Thì Bay đánh rất là tốt, và đặc thù của Bay là chơi con tướng nào cũng được ăn mạng. Đó nó gọi là nội tại luôn rồi. Con gì tôi cũng không biết nhưng mà chắc chắn là có cái nội tại đó. Zeke của ta bây giờ cũng 3 mạng rồi. Giờ đây thì thôi được rồi. Mặc dù là chênh lệch giữa hai đội mới là 3.000, nhưng tôi tin rằng nếu như không giải quyết được pha giao tranh này thì hy vọng của DK nó sẽ xuống rất là thấp ở trong ván đấu đầu tiên. Họ đang chuẩn bị cho pha này. Emin dính một quả bom nảy, máu nó tuột không phanh, bắt buộc phải lui ra khỏi khu vực giao tranh. Một pha nữa là đi về. Có cơ hội nào dành cho bên phía của Emin hay không? Ở thời điểm hiện tại thì anh ta đang còn phép bổ trợ. Và trong cái bối cảnh này thì phép bổ trợ tốc biến đến từ bên phía của Genji đa phần là đã mất hết. Cơ hội dành cho bên phía của Team Blacka là đây, đặc biệt đó chính là Emin. Cần phải có thêm những cái khoảng trống dành cho anh ta. Kingen thì cũng đang có lượng nổ tốt nè. Nối thùng thuốc súng, lấy một cái lượng máu nho nhỏ của Kingen. Cái gần đồ 2 là ta lên chống chịu rồi. Anh ta biết mình cần phải là dằn chẳng cho đồng đội. Anh ta đang ở một cái trạng thái nổ khá ổn để có thể biến na khổng lồ. Chuẩn bị biến na khổng lồ, di chuyển về phía rồng để có thể đứng che cho đồng đội. Bước tới nhưng mà Emin bị dính một quả bom. Mưa đại bác đẩy ra phía sau. DK không thể đứng trong cơn mưa đại bác, rất là đau đó. Họ đang muốn đổi góc. Showmaker chia cắt đội hình của Genji. Kevlin lao vào hất tung. Kingen cũng lao vào nhưng rồng cho Kingen. Quăng địa chân thành công tấn công vào Chubi, nhưng Chubi vẫn nhảy đi được. Còn Kingen thì đã nằm. Emin ở phía sau. Mình bắn như không. Một mình Emin không thể bao vây 4-5 thành viên của Genji được. Và anh ta là người gục ngã. Có được một mạng hạ gục cho DK. Nhưng cái giá phải trả là quét sạch cho Genji. Emin vòng ra phía sau. Một mình Emin chấp hết rồi. Không ổn rồi. Cái góc tạc cánh đến từ Amin, nguồn hy vọng dành cho bên phía của Team Blacka không thành công. Anh ta đang lý ra nên lựa chọn cái góc mà có cái dàn trắng che phía trước đó chứ. Mà hơi đáng tiếc là những cái chiêu thức trên diện rộng đến từ bên phía của Genji là nhiều quá, nó tạo ra những cái vùng miễn chai. Đúng rồi, nó không đứng được. Nó máu cực kỳ khó chịu. Vào góc khó rồi. Hãy cùng xem. Anh lên phân tích đi. À, khó thật sự, những cái góc vào đại bác đẩy lùi bắn được Lucid ra để khiến cho cái pha cạnh tranh khó khăn hơn dành cho rừng của phía Deep Blacka. Sau Maker vừa rồi chặn tường nhưng ta cũng mất một nhịp ở hàng tuyến sau, tưởng chừng như có thể tiêu diệt được Bay, nhưng phía bên kia thì Amin đang bị cô lập hoàn toàn. Đội hình của phía Genji phản ứng rất nhanh với một pha đẩy đội hình của họ qua phía bên trái để có thể bắt chết được Amin. Thông thường thì mấy cái pha đó thì chúng ta hay gọi vui là coi TikTok Jerry quá nhiều, nhưng mà các bạn biết cái này phải nói đúng là sao không? Amin coi highlight của mình quá nhiều. Trong đầu là hiện ra là chuẩn bị cân năm rồi, nhưng mà không được. Tôi lại làm luật sư biện hộ nha, là pha đó tại vì Genji đã khép góc rất là tốt trước đó, nó đẩy Amin vào thấy khó khi phải di chuyển né khỏi mưa đại bác rồi xuống một này nó các thứ, và anh ta mất quá nhiều thời gian ở bức tường phía trên. Quá nhiều thứ mà Amin phải né ở trong cái pha thi đấu đó, nó khiến cho anh ta không có góc để có thể vào. Và các thành viên của phía Genji đã khép góc cực kỳ tốt. Những vị tướng như là Talia của Showmaker chỉ chặn tường mà thôi, chứ anh ta không dám rờ đi theo cái bức tường đó của mình để có thể tiếp cận và tạo cái lượng sát thương. Và rõ ràng tận dụng tốt cái khoảng thời gian trống đó, những mẫu chất tướng của phía Genji họ vận hành ổn. Có được chùm đó sức ép đa nhân sự ở khu vực đường trên, Genji bóc dỡ trụ hai đường trên này rất dễ dàng. DK đánh cũng không phải là tệ trong khoảng thời gian ban đầu nha. Họ đã rất là thành công trong việc giúp cho Kingen có lợi thế cánh trên. Nhưng mà khi bước vào những pha giao tranh mục tiêu, nói chung là bây giờ muốn thắng Genji thì nó rất là nhiều yếu tố. Và có vẻ như ở trong ván đấu đầu tiên này thì DK chắc là chưa đủ. Tới thời điểm hiện tại là tôi cũng không nghĩ là có mất thêm trụ bậc thềm đâu. Trụ 3 của Genji vẫn thất nghiệp.
ở thời điểm hiện tại khả năng hỗ trợ đến từ con bài Ivern của Kennen là tốt quá, gần như là không thể nào hướng tới được những món trang bị như là kiếm ác xà được. Trong bên phía của Deep Blood Ga, thậm chí cái kiếm ác xà đó còn được lên dành cho bên phía Kim nữa cơ. Chịu ơi, thật ra là đến lúc này là thấy khó rồi đó. Âu quá, nước về. Những quả bom của bay bây giờ nó gây áp lực nha. Jovi thì với 317 chỉ số lính, anh ta 4 mạng hạ gục, cầm 4 đồ. Nếu như bạn không dồn hết CC vào Jovi thì cũng không ai bên phía của DK có thể chịu sát thương được cả. Evelyn là người đang bị giữ chân lại. In tiến tới, Kingen thấp máu, buộc phải nhảy đi ở dạng Natini. Còn Kevlin thì đã bật bất khuất, anh ta có tốc biến, quăng địa chấn chỉ mang tính chất phòng ngự mà thôi. Lehen lao thẳng vào giữa đội hình của DK, siêu bom địa ngục tung vào, nhưng người nằm xuống. Tôi thấy rằng hình như toàn là thành viên của DK thôi. Để rắc rối trúng vào Lucid, tất cả mọi người lao vào. Và Bay là người dứt điểm, Chovy nhảy thẳng qua, chẳng có gì phải sợ cả. Đồng đội ngay kế bên, có nằm xuống thì cũng end game thôi. Mà ta nhảy về được, còn Showmaker thì không. Sau đó thì Kingen cũng tốc biến, Kim đặt thùng ra, thùng bị phá, Kingen xử lý tốt nhưng vẫn bị dính một thùng nữa và nằm xuống. Có một chiêu thức xa hơn dành cho bên phía của Genji, đó chính là những tình huống ném bom từ tầm xa của Bay. Và giao tranh gần như là một chiều, có thể thấy như bên phía Deep Blood Ga không có góc để có thể tạo ra được những tình huống bất ngờ của họ. Họ bị hương công chế, họ bị khép góc, họ bị một lối chơi quá khó chịu đang được vận hành đến từ bên phía của Genji. Và chiến thắng ở ván thi đấu đầu tiên thuộc về Genji ở phút thứ 30. LCK Last Hope DK để hy vọng rằng sẽ phá được trụ ba của Genji cũng đã thất bại trong ván đấu đầu tiên. Và thôi thì chúng ta cũng không biết nói gì hơn là cùng chờ đợi một cái biến đổi lớn hơn từ bên phía của DK ở ván đấu thứ hai khi mà chúng tôi quay trở lại với các bạn.